Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức: Sơn Tùng MTP khóc nức nở trên sân khấu vì nhớ bà. Anh chàng khiến nhiều khán giả ngậm ngùi khi vừa hát vừa khóc ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi dành tặng cho gia đình. Dù đến 8 giờ 15, Daiso Ambition chuyến bay đầu tiên của Sơn Tùng MTP tại thủ đô mới bắt đầu, nhưng hàng nghìn fan hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để có thể giành được chỗ đứng tốt để theo dõi được thần tượng của mình biểu diễn. Không ít người đã đến từ 4 giờ chiều ngày 9 tại tháng 1 để tham gia vào live show diễn ra hoành tráng của anh chàng Cơn Mưa Ngang Qua này. Sân khấu của live show được thiết kế ấn tượng khiến nhiều khán giả phấn khích. Rất nhiều người nôn nóng để được gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt ngoài đời. Sơn Tùng MTP xuất hiện phía trong cánh gà với gương mặt hết sức lo lắng, căng thẳng cho chuyến bay đầu tiên của mình tại Hà Nội. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên Sơn Tùng MTP đang bị cảm cúm. Tuy nhiên, chàng trai Cơn Mưa Ngang Qua cũng cho biết sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng nhất. Gương mặt lo lắng trước khi lên sân khấu, biểu tượng MTP xuất hiện khắp nơi cùng những tiếng hò reo làm không khí tại sân vận động Hàng Đẩy tối nay 9 tháng 1 hết sức sôi động. Sơn Tùng MTP xuất hiện cực chức đốt cháy sân khấu thủ đô bằng loạt hit đình đám của anh. Dù chất giọng có bị ảnh hưởng bởi cảm cúm, nhưng Sơn Tùng MTP vẫn quậy cực sung. Thu Phương xuất hiện trong live show của Sơn Tùng như đã hứa và bất ngờ song ca cùng anh chàng Cơn Mưa Ngang Qua ca khúc Anh Sai Rồi. Theo phong cách hoàn toàn mới, Sơn Tùng MTP bất ngờ dang rộng vòng tay ngỏ ý muốn ôm chặt Thu Phương. Sơn Tùng bất ngờ dang rộng vòng tay ngỏ ý muốn ôm chặt Thu Phương, ca sĩ mà bấy lâu nay anh chàng mến mộ. Cũng trong chương trình, Sơn Tùng khiến khán giả hết sức xúc động khi vừa chơi đàn, vừa hát tặng và ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi. Những tiếng nức nghẹn ngào của Sơn Tùng MTP trong lúc biểu diễn khiến nhiều người xúc động thật sự. Anh chàng tâm sự, sau khi đổ vào nhạc viện gần nhập học thì mẹ gọi điện thông báo bà đi rồi. Tôi rất sững sờ và không tin vào tai mình. Khi đó tôi đã nghĩ, mình chỉ mới vừa đổ vào nhạc viện, còn chưa kịp khoe với gia đình, vậy mà bà đã ra đi. Những giọt nước mắt của Sơn Tùng MTP khiến nhiều khán giả xúc động. Sơn Tùng cũng khá xúc động khi kết thúc chương trình với ca khúc Mẹ Yêu cùng sự điềm đạm của nhạc sĩ Phương Uyên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.